Nếu quý cô chú nào, anh chị em nào mà muốn đi trải nghiệm cái cung đường đèo cặp eo biển Cà Ná thì có thể tới cái ngã ba như thế này, có một cái tấm bảng khu du lịch ven biển Cà Ná Mũi Dinh đó. Mình sẽ quẹo phải vào, nếu không quẹo phải thì mình sẽ đi quốc lộ 1, đi thẳng về luôn hướng quốc lộ 1 về thành phố Phan Rang. Nhớ một cái điểm lưu ý chỗ này nha. Tiếp theo thì chú Dũng mình sẽ tiếp tục trong hành trình xuyên Việt tour Tây Bắc từ Ninh Thuận, thành phố Phan Rang, Ninh Thuận đi về thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Thì là trước mặt quý cô chú đang thấy đó là nguyên cánh đồng điện gió, một cái cung đường đèo khá đẹp tại Ninh Thuận, tựa giống như là cái cung đường đèo Vĩnh Hy vậy đó. Sẽ không đi ngoài quốc lộ 1A, sẽ lựa chọn cung đường này. Tầm này thì bây giờ thì cũng 11 giờ trưa rồi, tranh thủ đi sớm. Sẽ đi ngang qua một cái vị trí, chắc mình dừng rồi, mình dừng chân tại huyện Tuy Phong, gần đó có ngôi chùa Cổ Thạch khá nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Ra thì cung đường đèo này chú Vú mình cũng đã đi vài lần rồi, nhưng mà mình không có dịp để mình quay trọn vẹn cái cung đường đèo này. Cách đây 2 năm thì cũng có làm một cái tour xuyên Việt ngắn, nhưng mà vào chúng cái thời gian trời giông bão, tháng bão của ngoài miền Trung nên quay cũng không được. Bây giờ đi né được cái tháng bão ra thì trời nắng khá tốt như thế này thì mình sẽ quay lại. Ở đây có một cây điện gió như thế này, đứng lẻ loi một mình luôn. Ý, còn cây bên đây sao bị đứng im rồi nè, bị hư hay gì đó không có quay. Đã nói là nắng gió Ninh Thuận mà, về Ninh Thuận là có nắng có gió đầy đủ, nắng cũng quá nóng mà gió cũng quá nhiều. Tranh thủ tí xíu mình sẽ đi vào cái chỗ cung đường đèo mình sẽ quay, còn cái này là một cái đoạn đường dẫn mình vào thôi, còn khoảng mấy cây số nữa sẽ tới cái Mũi Dinh. Quá trời gió luôn, gió thổi mà xe mình muốn bạc chạy không được. Ở chỗ này một cái đồi cát, ở đây cũng có những cái trò chơi chạy xe trên cát, xe địa hình, mà giờ người ta cũng đã xây cái tường bao bao hết tất cả cái bờ đê như thế này, cái tường như thế này để không cho cát nó sạt lở ra tới ngoài đường như thế này. Đây chỗ này là quá trời luôn rồi nè, cát lồi ra tới đây luôn, sợ ra giữa đường như nè, rồi xe của người bà con mình chạy qua chạy lại khá là nguy hiểm, nên phải xây những cái tường ngăn chặn cát tràn ra ngoài đường.
22 cây nữa sẽ ra tới quốc lộ 1. Rồi, bên đây khác quá trời đây nè. Rồi tí xíu nữa chạy qua thêm một đoạn nữa sẽ dắt đi vào bên cho đèo. Lúc đó mình sẽ chinh phục đèo. Rồi chuẩn bị đi vào đèo. Học cung đường đèo tại Ninh Thuận. Cung đường đèo này là cũng được nhiều những bạn mà đam mê phượt lựa chọn cung đường này đi rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng có những xe du lịch cũng chạy vào con đường này cũng khá nhiều. Một con đường có thể đi và ngắm được cả biển Cà Ná luôn. Rồi đang đi trên con đường đèo rồi. Xíu mình ra một cái đoạn nữa sẽ chạy ngang qua cánh đồng muối, một bên là một cái cảng cá đó thì tàu đánh cá cũng khá nhiều. Ở đây có một cái đoạn một cái chỗ dừng chân cho du khách tới đây có thể nghỉ chân ở đây giữa cái cung đường đèo như thế này như bên Bình Hy vậy mọi người. Mà cây thì nó hơi bị ít á, ngồi chỗ đó hơi nắng nó... Rồi nó gió nó bạc muốn lật xe luôn nè, gió quá mạnh. Rồi khúc này đẹp chưa mọi người, quá đẹp luôn ha. Đó tí xíu nữa mình sẽ bay một cái đoạn live cam ở trên cao cho quý cô chú xem một cái cung đường đèo khá đẹp. Tí xíu nữa sẽ có một cái chỗ dừng chân, mình thấy rồi, dừng chân chỗ kia thì có cây cối nhiều, mình sẽ dừng chân ngoài đó mình nghỉ chân tí xíu. Mình sẽ bay một cái đoạn live cam ở đây, quay thì cũng có quay mà bay live cam ở trên cao quá thấy hết nguyên cái đoạn đường khúc này nè, cái khúc đoạn đường đèo ngay chỗ chỗ mà những cái quanh co như thế này thì chưa có. Mình thiết nghĩ là nếu mà nhìn trên cao thì nó sẽ đẹp hơn, vừa thấy núi vừa thấy biển luôn, cả một cái đoạn đường đèo. Chỗ này nó hơi là bò gốc nè, bò cua nè. Gió cũng khá là to, không biết có bay được hay không nữa, sợ bay không được đây. Quý cô chú,
tới một cái điểm dừng chân rồi. Chỗ đó là cây cối khá là mát luôn, lựa chọn chỗ này. Rồi, gió quá to luôn, không biết sao có bay được hay không nữa đây. Kiếm cái chỗ nào mát mát rồi mình ngồi. Chỗ này đi, chỗ này nó mát, nó thoáng là nó mát, ngắm được cả cả dưới cái biển nữa kìa. Đẹp quá, quá đẹp. Rồi, thấy chưa? Biển màu xanh ngọc. Đó, nguyên một cái cung đường eo biển. Cặp bên eo biển nha. Rồi, tiếp tục lên đường. Này cũng có mấy chiếc xe du lịch vô đây, tấp chân vô đây. Gió nó thổi mạnh quá, con lai cam nó không bay về được luôn, đành phải hạ cánh ở dưới kia và mình chạy tới mình lấy về. Chứ mà bay ra ngoài biển mà hạ không kịp là nó rớt xuống dưới biển luôn. Đây cũng có một cái chỗ dừng chân nghỉ ngơi ở đây nữa nè. Mà ở đây thì cây nó không nhiều bằng cái chỗ nãy. Chỗ nãy nó có ba cái cây, khá mát. Nói chung là có một cái lời lưu ý là không nên bay lai cam ở đây. Bay về không được là mất luôn. Bây giờ đây gió nó rất là to, nếu mà muốn bay là phải đợi cho nó gió nó bớt đi mới bay được. Mà nghĩ mình nghĩ ở đây chắc gió không có bớt được rồi. Cái chỗ này là chỗ cái đèo cao nữa, vị trí cao của trên cái đồi núi như thế này. Đứng đây chạy xe và nhìn thấy cả biển cả mênh mông ở ngoài kia nữa kìa. Đó, cô chú chạy mà gió mà nó thổi vù vô cái nón bảo hiểm mình tạt luôn, không thấy được đường chạy luôn. Gió bạc quá nha, xe lắc luôn, quá dữ. Ôi chỗ này đẹp nè, ôi chỗ này đẹp quá nè. Wow, chỗ này là có thể là mình nói là đi xuống cái dốc như thế này, xuống đèo thấy được cả núi và cả biển luôn nè.
cái đèo này là khá là hay quý cô chú. Ở đây người ta cấm bán hàng rong trên đèo, cũng như là những cái quán nước rồi chạm dừng chân, hầu như nãy giờ mình không có thấy. Chỉ có những cái quán ăn, nhà hàng thì nằm ở dưới đây, mà mình phải chạy xe vào xuống dưới gần dưới biển á. Còn trên đèo thì không có, cũng khá là hay. Cái đó là mình thấy nó là một điều rất là hay. Nếu mà cho bán hàng rong như thế này rồi cặp cả cái con đường đèo này, nó có thể nguy hiểm cho người đi đường. Bởi vì xe đậu như thế nào rồi vào đó cũng hơi khó khăn. Còn ở ngoài đèo Hải Vân mình có đi qua thì trước đi thì không có, sau này đi thì mình thấy hàng quán mọc lên cũng khá là nhiều trên cái đèo Hải Vân. Còn con đường đèo này là mình thấy là không có bán hàng rong cũng như là những cái quán nước. Cái đó một điều rất là đáng mừng. Có thêm một cái điểm dừng chân ở đây. Còn 13 cây nữa. Ra được quốc lộ 1. Khi mà mình chạy đến cánh đồng muối, như cũng như là cái cảng cá kế bên, là chỗ đó là coi như là hết đèo. Sẽ ra quốc lộ 1 đi về Bình Thuận, sẽ đi ngang qua một cái biển Cần Á. Đây là bên địa phận xã Phước Diêm. Hôm nay là cũng khá may mắn là trời có nắng nên quay phim cái cung đường đèo khá tốt đẹp. Nhưng mà có một chút là trở ngại là gió, chạy trên cái đèo này gió rất là to, mình chạy cũng hơi khó khăn tại vì nó bạc cái xe mình đó, nó muốn ngã luôn, nên mình chạy chỉ tốc độ vừa phải thôi, chạy nhanh quá cũng không có tốt nữa. Chạy trên cái đèo nãy giờ thì cũng có những cái tấm bảng thông báo là đoạn đường thường xuyên sạt lở đất đá xuống, nên chạy cũng chú ý một chút. Mà có du lịch đến Ninh Thuận thì có thể trải nghiệm cái cung đường đèo cặp bên eo biển luôn, khá đẹp, từ bên Cà Ná vào. Chỗ khoảng 10 cây nữa sẽ ra quốc lộ 1. Rồi sau cái con đó nó đứng giữa đường rồi, khá nguy hiểm.
Hôm nay thấy con đường này hồ này khá vắng xe luôn. Lâu lâu có một chiếc, lâu lâu có một chiếc. Rồi trước mắt thấy cả cánh đồng muối kìa. Sắp hết đèo. Nguyên một cái cảng cá luôn. Đây, đang xây dựng gì đây nè. Chưa xong nữa. Cà Ná, Ninh Thuận, cảng biển tổng hợp Cà Ná. À, tới Cà Ná rồi đó hả? Bên phải là một cánh đồng muối sắp sửa xuất hiện. Rồi ra đây là như là cũng hết rồi. Hết cung đường đèo rồi. Thấy được cánh đồng muối rồi. Là kết thúc đường đèo. Đây, phía bên tay phải. Người ta ủ nè, ủ muối nó hết rồi nè. Mấy cái bao chùm lại trên một cái nguyên một cái đống muối như thế này. Còn ở đây thì người ta làm muối, muối trắng trắng kìa. Rồi video đã quay được hết cái cung đường đèo cặp bên biển Cà Ná. Đây, muối trắng 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 quá trời dưới luôn. Ở chú Vũ muốn mình xin được phép dừng video tại đây và hẹn gặp các cô chú anh chị em trong những video tiếp theo. Và nhớ bấm đăng ký kênh và like chia sẻ ủng hộ kênh nha. Đó là một cái động lực để cho chú Dũng Bèn sẽ tiếp tục lên đường để khám phá những cái cung đường đẹp hơn và những địa danh nổi tiếng tại Việt Nam. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.